Chiều 7 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phạm Văn Cường, 53 tuổi, trú tại phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 11 kg ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng theo dõi, giám sát mọi di biến động của đối tượng và xác định Phạm Văn Cường cấu kết với một số đối tượng người Lào để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, sau đó đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, đến khoảng 4 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2023, tại km 17 quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Đức Thọ, đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh, mật phục chặn bắt Phạm Văn Cường khi đối tượng này đang di chuyển trên xe taxi. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện dưới ghế nơi Phạm Văn Cường ngồi có một ba lô màu đen, bên trong chứa 11 túi ni lông màu vàng và in chữ nước ngoài. Bước đầu đấu tranh, Phạm Văn Cường khai nhận số tang vật là 11 kg ma túy tổng hợp dạng đá, được các đối tượng người Lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại km 22, quốc lộ 8A, đoạn thuộc xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn. Phạm Văn Cường được thuê nhận và vận chuyển số ma túy vào tỉnh Quảng Nam với số tiền công 80 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.